Nam thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội nhập viện khẩn cấp vì tìm cảm giác lạ từ đồ chơi dài 30cm. Theo đó, vào ngày 24 tháng 5, Bệnh viện E Hà Nội cho biết, các bác sĩ khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học của bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một nam sinh 19 tuổi sống tại Hà Nội bị mắc kẹt dị vật là một loại dụng cụ đồ chơi tình dục dài 30cm trong hậu môn, nguy cơ thủng trực tràng, thủng ruột rất cao. Bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học bệnh viện E cho biết, nam sinh nhập viện trong tình trạng đau tức nhiều vùng hạ vị và rất ngại ngùng khi các bác sĩ tiến hành thăm khám. Qua khám lâm sàng chụp X-quang, các bác sĩ đã xác định người bệnh bị kẹt một dị vật có hình dạng ống dài 30cm, đường kính 3-5cm, hình trụ, có nhiều gờ xung quanh, nằm sâu trong trực tràng và có nguy cơ thủng trực tràng, thủng ruột rất cao. Ngay lập tức, các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và đưa ra phương án điều trị kịp thời, nhanh chóng cho người bệnh. Khai thác tiền sử bệnh án, nam sinh đã lên mạng đặt mua dụng cụ đồ chơi nguy hiểm này để sử dụng nhằm tìm kiếm khoái cảm mới lạ. Trong quá trình sử dụng, người bệnh đã không kiểm soát được hành vi và dụng cụ mà làm tuột sâu vào trong hậu môn, không tự lấy ra được. Sau đó, mẹ nam sinh phát hiện thấy con đau đớn trong phòng nên đã dò hỏi và biết con dùng đồ chơi tình dục dành cho nam giới để đưa vào hậu môn và bị mắc kẹt sâu. Ngay lập tức, mẹ nam sinh đã đưa con và mang theo bộ dụng cụ gồm hai đồ chơi, một đồ chơi đã mắc kẹt bên trong hậu môn và một đồ chơi chưa sử dụng. Trước đó, nam sinh đã từng nhét bút vào hậu môn để thử cảm giác lạ và cũng bị mắc kẹt, nhưng may mắn lần đó nam sinh đã tự lấy ra được. Rất may mắn, mẹ nam sinh đã đem bộ dụng cụ đồ chơi đó theo, đã giúp các bác sĩ dễ dàng định hình và lên phương án xử lý tốt nhất cho người bệnh. Với trường hợp của nam sinh này, nếu không được can thiệp kịp thời, nam sinh có thể gặp biến chứng thủng ruột, viêm phúc mạc hoại tử và thậm chí là có thể tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo mọi người cẩn thận, tránh sử dụng đồ chơi tình dục hoặc nhét dị vật vào hậu môn vì có thể gây tổn thương niêm mạc, trầy xước và tăng nguy cơ mắc bệnh qua đường tình dục. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!